Rồi ok, shop lợi xử lý shop xin chào toàn thể tất cả các bác đam mê nano cao su. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến cho các bác một cái mẫu ưng vương V1 đặc biệt các bác nhá. Ưng vương V1 đặc biệt. Đây, trên tay em là một cái sản phẩm ưng vương V1 vân đá các bác nhá, vân đá. Đó. Nếu mà các bác nào không thích vân đá mà thích yêu cầu bóng gương ấy để sưu tập ấy thì em sẽ làm bóng gương cho các bác. Đó, còn bác nào thích mà để bắn chống chảy chống xước tốt ấy, chống sức tốt ấy, thì các bác nào thích vân đá thì các bác có thể yêu cầu bên em để vân đá cho các bác như này ha. Rồi bây giờ em xin đi vào giới thiệu chi tiết cái mẫu ưng vuông V1 này các bác nhé. Ưng vuông V1 đặc biệt này thì các bác quan sát nó rất là đặc biệt, bởi vì cái thứ nhất là cái đặc biệt phần thứ nhất đó là các bác thấy nó có nâm châm ở phần dưới đuôi này, hai mặt đều có nâm châm các bác nhé, mặt trên và mặt dưới đều có nâm châm, hít được rất là nhiều bi các bác nhé, hít được rất là nhiều bi đó. Và các bác có thể nạp đạn nhanh chóng với lại cái cây ưng vương này, và nó trang trí cho các bác như thế này cũng rất là đẹp. Bi sắt các bác có thể xếp hình vòng tròn như thế này, nó cũng tạo ra cái sự trang trí rất là đẹp. Và hơn nữa có 1, 2, 3 cái ốc titan các bác nhé, 1, 2, 3 ốc titan. Bản này là bản vân đá, có đến 3 ốc titan và có đến 2 nâm châm, nâm châm mặt trên và nâm châm mặt dưới. Đấy. Nâm châm mặt trên và mặt dưới. 2 nâm châm. Thì các bác thấy là cái phiên bản ưng vương V1 này tương đối đặc biệt, và hiện tại ưng vương V1 này chỉ làm chặt 7 các bác nhá. Hiện tại là chỉ còn chặt 7 thôi. Đấy. Chỉ còn chặt 7 nên em làm chặt 7, bởi vì nó còn một số phôi trước đây còn lại thì em sẽ làm qua cái phiên bản đặc biệt này. Nó không còn nhiều lắm, nói chung là không còn nhiều lắm, nó chỉ còn tầm 20 cây phôi nữa thôi, 20 cây phôi thì em đem ra em làm cái phiên bản đặc biệt này các bác nhá. Các bác có thể để ý đấy. Cái mẫu ưng vương V1 này nó được khắc cái hình ưng vương này đấy, chứ không được cắt. Đó, cái bản V1 là như vậy, không được cắt. Đấy, các bác có thể để ý kỹ tất cả các cái đường nét cắt và nét khắc thì em chiếu cho các bác xem. Đấy, nét cắt mặt 1 này. Đó. Đây là đường bo các bác nhá, đường bo. Đường bo thì nó là đường bo tay đấy. Đây là em tạo đường bo tay cho các bác. Đó. Đường bo tay rất là đỉnh luôn. Đấy, các bác nhìn đến đường bo tay này. Đó. Đây là đường bo tay nhá. Tất cả mọi cái là đều được bò rất là tỉ mỉ, bởi đây là phiên bản đặc biệt thì mình sẽ bò rất là cẩn thận ha các bác nhá. Bò hết sức cẩn thận, và đỉnh đầu chạc thì các bác nhìn nó vẫn còn nguyên những cái nét cắt CNC này, em vẫn để nguyên hết đây cho các bác. Đó, đỉnh đầu chạc như này. Đó. Để nó tạo ra những cái nét đặc biệt của nó, đặc biệt sơ khai của nó như này. Đấy. Nó rất là đặc biệt các bác nhá. Rồi sau đây em còn giới thiệu thêm một cái điểm đặc biệt của cái bản ưng vương V1 đặc biệt này nữa. Hai nâm châm này nó rất là hữu ích và nó cũng có nhiều tác dụng rất là hay. Bây giờ em xin bỏ đi những cái viên bi này nhá. Đây, các bác tưởng tượng như này. Đấy. Sau đây thì em xin giới thiệu cái tác dụng tiếp theo của hai viên nâm châm này. Ở đây thì các bác có một cái móc bi, móc hít bi gia công mà các bác có thể tự chế bằng những cục nâm châm tròn này. Các bác móc vào một cái móc khóa này. Cái viên nâm châm gia công này thì nó hít rất là mạnh nhá các bác nhá. Nó hít rất là mạnh. Thì ở đây thì các bác có thể hít kèm cái lục giác này khi các bác đeo ở cái thắt lưng hoặc là cái con đĩa quần của các bác thì nó hít bi đồ rất là hiệu quả. Và nó có thêm một tác dụng nữa, đó là các bác có thể hít cái ná này để các bác treo ở cái phần lưng quần của các bác nhá. Đây, như này. Đấy. Các bác hít như này là các bác có thể treo được cái ná của các bác ở thắt lưng hoặc là ở con đĩa quần. Đấy. Mà không cần vòng dù đeo tay ha. Không cần bằng dù đeo tay. Khi các bác bắn xong là các bác có thể dính vào trong đây. Dính vào trong cái móc khóa hít bi này luôn. Đấy. Nhưng mà các bác phải chú ý kiểm tra là cái cục nâm châm siêu cường này nó phải đủ cái lực hít, nó phải mạnh các bác nhá. Nó phải là nâm châm siêu cường thì nó mới giữ cho các bác được chiếc ná chắc chắn. Đấy. Để nó chắc chắn rằng là nó không bị rớt các bác nhá. Đấy, các bác chú ý là như vậy. Các bác phải thử như này này. Đấy. Đấy, khi các bác chạy đúng không, nó rung như này nó cũng không rớt được, nó giật như này
Các lực giật như này nó cũng không rớt được. Đấy, em test cho các bác xem. Đấy, đấy, các bác chú ý là điều như vậy nhá. Đó. Cái này thì em đã gia công cái viên nam châm vào đây nó tương đối là chắc chắn và nó rất là chắc chắn. Trường hợp chúng ta phải bị bẻ hoặc là chúng ta phải móc gậy nó ra thật mạnh thì nó mới ra được. Còn trường hợp nếu mà cái viên nam châm ở đây á, khi các bác hít vào á, khi các bác hít cái này vào á mà các bác dứt luôn cái viên nam châm này ra, nó bị lỏng ra luôn chẳng hạn, đúng không các bác? Nếu trường hợp mà nó bị lỏng ra các bác nhá, trường hợp nó bị lỏng ra thì các bác chịu khó lấy một chút keo con voi ấy, các bác dính vào cạnh nó một chút ha, dính vào một ít thôi, chấm vào, lấy đầu quê tam các bác chấm vào một ít để nó đảm bảo cái viên nam châm này được chắc nhá. Nếu mà các bác, cái đấy là trong trường hợp là các bác muốn gọi là các bác muốn treo cây ná như thế này ha, các bác muốn treo cây ná trên cục nam châm. Còn nếu các bác không treo cục nam châm ở trên cây ná thì thôi, các bác không cần phải để ý những cái phần này đó, bởi vì thường thì em gia cố thì hai viên nam châm này nó cũng sẽ chắc chắn không bao giờ nó rơi ra được các bác, không bao giờ nó rơi ra được. Đó thì thường thì đấy là em có hướng dẫn cho các bác cái phiên bản này như vậy các bác nhá. Em hướng dẫn cho các bác cái phiên bản đặc biệt này thì nếu các bác muốn gọi là tạo ra một cái móc hít này để các bác hít nó, các bác treo vào thân mình để tiện lấy ra. Khi các bác lấy ra thì các bác bẻ ra như này. Đấy, là các bác lấy được. Các bác chú ý như vậy nhá. Đó. Rất là tiện lợi trong quá trình đi săn các bác nhá. Rất là tiện lợi trong quá trình đi săn. Các bác có thể treo ở trên cái con đỉa quần của các bác, nó tiện hơn cả cái vòng đeo tay nữa ha, nó tiện hơn cả cái vòng đeo tay của các bác nữa. Cái vòng đeo tay nhiều khi đeo ở trên này nó còn đôi khi nó còn hơi loằng ngoằng một tí, nhưng mà cái này các bác treo ở trên con đỉa quần phát các bác có cái gì các bác dứt ra phát là các bác bắn luôn đấy, là rất là hay. Đó, đây một cái cũng rất là hay. Thì các bác theo dõi video, nếu các bác thấy cái bản ưng vương V1 đặc biệt này ấy, nó hữu ích ấy, thì các bác hãy cho một like ở cái góc phải video này nhá. Đấy, một like, một chia sẻ. Và các bác nào theo dõi video mà chưa nhấn đăng ký kênh, các bác nhấn đăng ký kênh và đồng thời nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Đấy, sau có những cái mẫu ná nào mới thì sẽ giới thiệu cho các bác những cái phần hữu ích của nó ha. Và hơn nữa, các bác nào có muốn đặt hàng cái cây ná này thì các bác hãy nhìn lên cái đỉnh video này. Đấy, cái đỉnh video này có số điện thoại Zalo là 0902980193. Đấy, các bác liên hệ vào trong số Zalo đấy để các bác nhắn vào để chốt đơn. Thì giá của một cái cây ná này, giá một cây ná này 1-2 bao titan và có nam châm này nhé các bác nhá. Bản vân đá như này thì 600.000 bao ship các bác nhá. 600.000 bao ship cho bản ưng vương V1 đặc biệt. Đối với cái giá 600.000 bao ship mà phiên bản đặc biệt như thế này đó, được cắt CNC rất là đẹp như thế này. Đấy, hai mặt cắt rất là đẹp như này nhé, vân đá rất là đỉnh như này, giá có 600.000 thôi, và có đến 3 ốc titan, 2 nâm châm mặt trước và mặt sau, rất là đặc biệt. Để mà sưu tập thì cũng rất là đáng đồng tiền các bác nhé. Bởi vì hiện tại bây giờ thì phiên bản này xuất hiện đầu tiên tại shop Lợi Sinh Linh Shop, nên vậy các bác yên tâm, đây là hàng độc các bác nhé, hàng độc và rất đáng đồng tiền. Giá này là rất là rẻ và ok. Em nói các bác là giá rất là ok luôn. Nên các bác tranh thủ vào liên hệ vào số điện thoại trên đỉnh video. Các bác đặt ai yêu chặt 7 thì chốt ngay con này nhá. Ai yêu chặt 7 chốt ngay con này. Em chỉ còn tầm khoảng cỡ 20 phôi thôi. Đấy, làm hết là sẽ không làm bản này nữa. Nên các bác nhanh tay sưu tập đi. Sẽ chỉ có 20 con này thôi các bác nhá. 20 con này cho 20 người đầu tiên. Các bác nào muốn chốt đơn thì các bác vào trong Zalo nhắn tôi chốt con này, đấy, ưng vương V1 bản đặc biệt, gửi về địa chỉ họ tên, số điện thoại đầy đủ. Đó, các bác cũng lưu ý là muốn khắc tên gì thì em sẽ khắc tên ở bên hông này cho các bác miễn phí hoàn toàn nhé, khắc tên miễn phí hoàn toàn. Đấy, các bác chỉ việc nhắn tin vào đấy là chờ đợi nhân viên của shop chốt đơn trả lời lần lượt. Thì shop làm việc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Các bác chú ý đừng nhắn tin vào giờ trưa, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa shop nghỉ trưa. Từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối shop cũng giao ca. Đưa đón con cái rồi cho con cái ăn. Nên vậy các bác chú ý rằng là
đừng nhắn tin vào những giờ cao điểm. Nếu gọi vào những giờ cao điểm mà không ai nghe máy, không có nhân viên trực, thì các bác chú ý, các bác hãy liên hệ vào những giờ hành chính nhá. Liên hệ lại sau các bác nhá. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt tất cả các bác.